Trong hành trình tìm hiểu và tìm kiếm những sản phẩm cho nhà đầu tư tại thị trường miền Bắc, thì hôm nay Trang Thanh Thúy và Trần Quốc Hoàng có mặt tại khu đấu giá ở Bãi Vạc, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thì đến nơi đây thấy cơ sở hạ tầng rất là khang trang và nhiều công trình nhà cửa đang hình thành. Thì Trần Quốc Hoàng có thể là chia sẻ thêm một số thông tin ở khu Bãi Vạc này cho cả nhà mình nắm. Cụ thể là những thông tin gì mà Hoàng biết về nơi đây? Ok, thì thực ra là Hoàng cũng mới về đây để khảo sát thôi. Còn là biết sâu và hiểu sâu về một thị trường thì chắc chắn là sẽ không bằng rất nhiều anh em làm việc ở đây. Đấy, nhưng mà có thể là bây giờ là Hoàng sẽ quay cho mọi người xem một vòng và nói cho anh em biết trên cái góc nhìn của Hoàng nhá, về cái thị trường khu vực này. Ok, và bây giờ là có thể là Trang Thanh Thúy sẽ quay cam sau và chúng ta sẽ đi một vòng ở khu vực này để chúng ta sẽ có những cái hình ảnh, những cái video mới và những cái thông tin mà theo nhận định của Trần Quốc Hoàng và Trang Thanh Thúy. Mời cả nhà cùng theo chân của Trang Thanh Thúy và Trần Quốc Hoàng tham quan một vòng khu Bãi Vạc, Mỹ Đức, Hà Nội nha. Đây là chúng ta đang đi ở trung tâm thị trấn Đại Nghĩa và đây là đường Đại Nghĩa. Và cũng chính là cái trục đường 419. Đấy, và cái khu đấu giá này là nằm ở trung tâm thị trấn luôn. Đấy, nó có một cái vị trí rất là đắc địa, đối diện bên kia là trường phổ thông này. Ở bên này là những cái trục đường tỉnh thì một số nhà đã bắt đầu vào đầu tư xây dựng rồi. Trước thì Thúy Thường hay livestream chia sẻ về những tin tức đấu giá ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nhưng mà không ngờ là hôm nay mình cũng có mặt tại nơi này và rất là vui khi quay trực tiếp những con đường ở khu đấu giá Mỹ Đức cho cả nhà mình cập nhật những cái tiến độ mới nhất và những cảnh quan công trình ở nơi đây hiện tại như thế nào. Đây có thể nói là những tòa nhà cao tầng đã đang được xây dựng nha cả nhà. Ở Mỹ Đức, Bãi Vạc thì theo thông tin Thúy nắm, tổ chức đấu giá từ những đầu năm 2023 đến nay thì có những cái tòa nhà cao tầng đã hình thành nên. Có lẽ là hai cái điều mình muốn nói nhất với các bạn ở đây là gì ạ? Thứ nhất là chính là cái tính khan hiếm của sản phẩm. Thứ hai là chính là cái nhu cầu thực ở nơi này. Một cái dự án mà mới được đấu giá một thời gian chưa lâu, đến thời điểm hiện tại thì những cái phiên đấu giá lâu nhất thì khoảng hơn một năm thôi đúng không? Còn có những phiên thì mới đấu giá cách đây chỉ một vài tháng thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy gì ạ? Cái cảm xúc đầu tiên là chúng ta và cái nhãn quan chúng ta quan sát thấy gì? Đã rất nhiều nhà mọc lên tại nơi đây rồi. Đấy, nên một bất động sản thì dù các bạn làm gì thì làm, nhưng mà cái mục đích của nó là vẫn phải để ở, để kinh doanh đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vào những cái khu dự án, những cái khu đất mà chúng ta thấy những cái ngôi nhà mới liên tục được xây dựng lên, có những cái nhà mới mà liên tục về ở, thì chúng ta sẽ cảm thấy những cái luồng sinh khí đúng không? Nhìn thấy cái sức sống ở những cái khu đô thị. Và đấy chính là những cái động lực tăng giá bền vững nhất khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản. Và tại khu vực miền Tây thì trước giờ thì chưa từng làm đất đấu giá nha. Nhưng mà khi ra đến Hà Nội thì mới biết rằng đất đấu giá ở Hà Nội là mọi người rất là ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì trong bất động sản thì tính pháp lý là quan trọng nhất. Mà đất đấu giá thì mình không có lo gì pháp lý gì cả. Nên nhiều khi trước khi mà ra đến đây, theo cập nhật những cái thông tin từ báo chí thì Thúy nghĩ rằng có khi là Thúy nghĩ là giá đất ảo nha. Có khi người nghĩ là sau đấu giá giá khởi điểm chỉ có mười mấy triệu một mét vuông thôi, mà khi đấu giá xong thì có khi lên cả hàng trăm triệu một mét vuông. Nhưng mà thực tế đến nơi đây thì Thúy thấy rằng là có người ở nha cả nhà. Mà trong bất động sản thì cái tính sử dụng thật là vô cùng quan trọng. Thì để thấy rằng đất ở Hà Nội thì Thúy thấy cũng không có nhiều như khu vực miền Tây, kiểu như là con người thì rất là đông và đi nơi đâu thì cũng có người ở cả. Và đối với những nơi đây là vùng ven Hà Nội thì đất nó vẫn là một cái gì đó rất là khan hiếm, chứ không có nhiều đâu. Ví dụ như tại trung tâm thì Thúy thấy là rất là nhiều tòa nhà cao tầng chung cư nè, còn ở vùng ven như thế này thì vẫn có người lựa chọn nơi đây để sinh sống. Và bởi vì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện như thế này. Đây là một cái quán cà phê rất là đẹp và hơi tiếc là bây giờ là Hoàng đang ở cái góc quay mà nó bị ngược sáng. Đó, một cái nhà mà có một cái đất cực kỳ rộng tại nơi đây nhá.
những cái mô hình này cũng đầu tư ra chắc cũng phải về một cơ số tỷ đấy các bạn ạ. Từ nãy đến giờ bây giờ là chúng ta nhìn thấy những cái gì ạ, những cái mô hình nhà ở rồi là những cái mô hình kinh doanh được đầu tư rất là nhiều đấy. Nên là đầu tiên là chúng ta thấy gì ạ, chúng ta thấy là toàn bộ hạ tầng ở đây cũng đã hoàn thiện, cũng đã đồng bộ hết rồi. Đây này, có những nhà bây giờ nó bắt đầu về đầu tư xây dựng này. Và có một số nhà đầu tư thì mình thấy là chúng ta có những cái nhận định như thế này nhá. Nhiều nhà đầu tư thì không thích tỉnh lẻ thì mình không nói rồi, nhưng mà nhiều nhà đầu tư mà khi chúng ta nói đến những cái sản phẩm mà ở Hà Nội ấy, khi mà đi về trung tâm là một vài chục km thì mọi người cứ bảo xa. Đấy, và rất nhiều nhà đầu tư là chúng ta hay lấy cái tiêu chí về cái từ cái, nghĩa là chúng ta lấy cái khoảng cách từ vị trí trung tâm Hà Nội hoặc là từ cái vị trí chúng ta ở để chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn để chúng ta lựa chọn một sản phẩm đầu tư. Đấy, nhưng mà cái mục đích sau cùng để chúng ta đầu tư là gì ạ? Đó chính là lợi nhuận. Và nếu mà về lợi nhuận thì ở đâu chúng ta đầu tư mà có khả năng sinh lời cao thì chúng ta có thể xuống tiền mua, đúng không ạ? Nên là những cái vùng ven ở Hà Nội là như anh em thấy là cụ thể là tại khu vực Mỹ Đức này thì mình thấy cái nhu cầu của nó là cực kỳ cao anh em nhé. Đây, cả nhà cùng tham quan nha, thấy thấy là cơ sở hạ tầng rất là bài bản, đường xá thông thoáng, thảm nhựa sạch đẹp và dân cư hiện hữu như thế này. Đặc biệt đó là pháp lý rất là rõ ràng, thì khi mà trải nghiệm thực tế nơi những cái khu đấu giá ở Hà Nội thì thấy thấy là tính sử dụng thật là có thật nha cả nhà, chứ không phải là đẩy giá thổi giá gì cả. Những công trình, những tòa nhà cao tầng được đang được xây dựng như thế này. Đấy, nên là cái yếu tố thứ nhất mình nói với các bạn là gì? Đó chính là tính sử dụng. Thứ hai là mình muốn nói với các bạn là gì? Qua một cái vòng khảo sát thì mình thấy là gì ạ? Đó chính là cái tính khan hiếm của sản phẩm. Nói đến những cái khu đất đấu giá, những cái khu đất nền thì ở các tỉnh rất là nhiều. Quá là nhiều các bạn, dư thừa nhiều, bỏ hoang nhiều. Đó, và cũng chẳng có ai về xây dựng cả. Nhưng mà tại Hà Nội thì sao ạ? Hà Nội ở đây là vùng ven Hà Nội, ở những cái huyện như thế này thì những cái quỹ đất như này thì mới có cách đây là 1-2 năm trở lại đây thôi anh em nhé. Đấy, những cái khu đất đấu giá này chỉ khoảng hơn 1 năm thôi mà đã có rất nhiều nhà về ở rồi. Và đây nó là những cái khu đất đấu giá đầu tiên tại địa phương. Để xin dự án ở Hà Nội thì rất là khó. Và nếu như mà dự án của các cái chủ đầu tư thì chắc chắn là phải xây thô, đúng không ạ? Còn những cái lợi thế của đất nền thì đó chính là những cái quỹ đất đấu giá mà để nhà nước người ta sẽ thu thêm những cái nguồn ngân sách đấy. Thì những cái khu đấu giá này thì ở Hà Nội thì cũng không cấp quá nhiều cho các cái địa phương. Chính vì thế mà khi mà chúng ta đi đầu tư tại một thị trường thì cái tính khan hiếm của sản phẩm là những cái yếu tố hết sức quan trọng anh em nhá. Cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì ạ? Nó sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản dành cho nhà đầu tư. Sản phẩm của chúng ta ít thì sẽ hot đúng không ạ? Khan hiếm thì dễ bán đúng không ạ? Mà có tính sử dụng cao thì chúng ta sẽ bán được giá cao, đúng không ạ? Rất nhiều những cái yếu tố cộng hưởng lại. Đấy, nên là một cái vòng mà Hoàn với lại chị Thúy có quay để cho mọi người xem. Một cái khu đất ở đây là đấu giá bãi vạc tại huyện Mỹ Đức của thành phố Hà Nội. Sơ qua, đúng không? Cập nhật cho những anh em nào mà chúng ta đã có hàng ở đây chúng ta đầu tư nhá. Những anh chị mà chúng ta đấu giá, chúng ta đầu tư ở đây rồi mà lâu mà chúng ta chưa về chúng ta cập nhật. Thì đây cũng là những cái video mang tính chất sẽ cập nhật cho anh chị đấy. Ok, và Trần Quốc Hoàn và Trang Linh Thúy sẽ làm rất nhiều những cái video như này anh em nhé. Thứ nhất là vừa đi cập nhật để anh em biết là cái tình hình thị trường bất động sản ở các nơi đúng không? Và hai là anh em có đất mà đầu tư tại những dự án này này, anh em hãy follow theo Trần Quốc Hoàn và Trang Linh Thúy nhé. Trên kênh của Trang Thanh Thúy và Trần Quốc Hoàng sẽ liên tục chia sẻ những bài học về đầu tư bất động sản, những tin tức bất động sản và đặc biệt nhất đó là những bất động sản thực tế. Đặc biệt là trên thị trường khu vực miền Bắc, nên cả nhà mình quan tâm đến đầu tư bất động sản khu vực miền Bắc thì không thể bỏ qua những video mới nhất của Trang Thanh Thúy và Trần Quốc Hoàng. Xin chào cả nhà mình nha. Okay,